Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người xem có ai khó khăn, có ai thiếu ăn, thiếu mặc, có ai không có Tết không. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có giải pháp phù hợp để không ai bị bỏ lại phía sau, không người nào, không gia đình nào không có Tết. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi đến thăm chúc Tết, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu tại Công an thành phố Hà Nội ngày hôm nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đã phát huy vai trò xung kích, tích cực tham gia đóng góp toàn diện trong công tác phòng chống dịch. Năm 2022, Thủ tướng đề nghị mọi hoạt động của lực lượng công an phải tuân thủ và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng, quản lý của nhà nước, góp phần phục vụ đắc lực, hiệu quả phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, gắn kết chặt chẽ giữa công tác đảm bảo an ninh trật tự với thực hiện mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế xã hội và thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo đảm an dân, an sinh, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, phục vụ nhân dân ăn Tết an vui, an toàn, trật tự. Thì đề nghị các đồng chí giúp cấp ủy chính quyền đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người. Đấy, xem có ai thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu Tết. Chúng ta dứt khoát là không để ai thiếu ăn, thiếu mặc. Cái thứ hai là không để ai không có Tết, không bỏ lại, không để ai bỏ lại phía sau. Cấp xã bám cơ sở thì các ông chỉ làm tốt cái công tác này, rà soát lại toàn bộ lại. Thủ tướng đề nghị lực lượng công an nói chung và Công an Hà Nội nói riêng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan và các quận huyện tiến hành tiêm vaccine cho người dân thần tốc và thần tốc hơn nữa. Phối hợp tiến hành mở cửa an toàn cho trường học. Coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Nhân dịp này, Thủ tướng đã biểu dương lực lượng công an đã nắm chắc tình hình, phát hiện, khởi tố, điều tra vụ án xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và yêu cầu khẩn trương điều tra để đưa ra xét xử vụ án này, bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trước nhu cầu gọi điện, gửi tin nhắn, hình ảnh, video call, đặc biệt là vào dịp Tết của người dân, nhà mạng đã triển khai thêm các gói cước data, các nhóm giải pháp, sẵn sàng mạng lưới, cơ sở hạ tầng để phục vụ khách hàng, đảm bảo chất lượng. Nhà mạng Mobifone hiện đã nâng tổng số trạm 4G lên gần 35.000 trạm, đảm bảo chất lượng mạng 4G rộng khắp trên toàn quốc và dung lượng mạng lưới đáp ứng tốt nhu cầu người dùng. Đã có thêm hàng nghìn trạm 4G được phát sóng mới trong vòng một tuần trước dịp Tết Nguyên đán. Tại công ty dịch vụ Mobifone khu vực 5 với phạm vi hoạt động tại 13 tỉnh Đông Bắc Bộ, tỷ lệ quang hóa đạt tới 80%. Trong buổi làm việc sáng nay với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường, đại diện đơn vị này cho biết đã chủ động chuẩn bị ứng trực với các trạm phát lưu động. Công tác chăm sóc khách hàng vẫn được đảm bảo 24/7 với tổng đài 1090. Đánh giá thấy nhu cầu sử dụng dữ liệu data gia tăng, Mobifone cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi như gói Tết ăn vui. Mạng lưới là chúng tôi tin tưởng là sẽ đảm bảo phục vụ tốt khách hàng trong cái dịp Tết của năm nay. Chúng tôi cũng là chuẩn bị các cái vật tư ứng cứu, các cái xe phát sóng di động sẵn sàng phục vụ khi mà có cái nhu cầu nó tăng đột biến để đảm bảo cái nhu cầu của nhân dân trong cái dịp Tết. Các cái thiết kế, các cái chương trình khuyến mại của chúng tôi cũng đảm bảo đúng cái tập trung của nhu cầu khách hàng, ưu đãi chủ yếu là về data. Theo Mobifone, đến hết tháng 12 năm 2021, hạ tầng số của Mobifone đã tương đối hoàn thiện với vùng phủ mạng 4G đạt gần 100% dân số. Thiết bị 4G tại các thành phố lớn đã được nâng cấp để sẵn sàng triển khai thương mại mạng 5G trong năm 2022. Mạng lưới cáp quang của Mobifone đạt hơn 120.000 km, trải dài 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Thưa quý vị, buổi chiều cuối năm luôn có một cảm xúc đặc biệt trong mỗi chúng ta. Những hành khách cuối cùng ở các bến xe Hà Nội chắc giờ này cũng đã về bên gia đình. Năm cũ sẽ qua đi và năm mới đến với bao kỳ vọng mới. Và ngay sau đây sẽ là không khí buổi chiều cuối năm Tân Sửu tại thành phố Hồ Chí Minh do phóng viên VTC thực hiện. Tôi đang có mặt tại đường hoa Nguyễn Huệ. Như quý vị và các bạn có thể thấy, đường hoa, món ăn tinh thần không thể thiếu được của người dân thành phố Hồ Chí Minh mỗi khi Tết đến xuân về lại nhộn nhịp.
người dân thành phố Hồ Chí Minh tìm đến với đường hoa để du xuân, để ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ cùng với gia đình và người thân, và có lẽ là để cùng nhau quên đi một cái năm qua, một năm có thể nói là đầy khó khăn cũng như mất mát. Có lẽ chỉ vài tháng trước đây thôi, khi cả thành phố Hồ Chí Minh phải chịu cảnh cửa đóng then cài để đồng lòng chống dịch, thì ít ai có thể hình dung rằng đường hoa lại rực rỡ vào ngày xuân như thế này. Mọi người đều tin tưởng, hân hoan, bởi trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn bộ 22 quận huyện, thành phố Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh đều đạt cấp độ dịch 1, tức là vùng xanh, và đã giữ được vùng xanh trong 4 tuần liên tiếp. Một thành phố xanh, nhưng để đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch, mọi người đến đây du xuân đều phải tuân thủ 5K, trong đó có việc đeo khẩu trang. Bất cứ ai không tuân thủ thì sẽ được những người làm nhiệm vụ tại nơi đây nhắc nhở kịp thời. Một thành phố xanh đầy sắc hoa khi Tết đến. Tuy nhiên, để đảm bảo phòng chống dịch thì cũng như các tỉnh thành khác trong cả nước, thành phố Hồ Chí Minh sẽ không bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa. Tuy vậy, người dân vẫn có rất nhiều điểm du xuân vào thời điểm chuyển giao của trời đất, cũng như suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, như đường hoa này, như hội chợ trên bến dưới thuyền ở bến Bình Đông, phố Ông Đồ hay là lễ hội đường sách. Một đường hoa rực rỡ sắc màu như thế này trong một thành phố xanh, có lẽ đây chính là biểu tượng tiêu biểu nhất cho thấy Sài Gòn đã trở lại, thành phố Hồ Chí Minh sẽ phục hồi và năm tới sẽ tiếp tục là đầu tàu kinh tế của cả nước. Vâng, rõ ràng đêm giao thừa và những ngày Tết, Hồ Gươm Hà Nội luôn là một điểm hấp dẫn tập trung rất đông người. Và ngay sau đây, phóng viên Đình Ánh của chúng tôi đang có mặt tại khu vực này sẽ gửi tới quý vị và các bạn hình ảnh không khí tại đây. Vâng, xin mời. Thì tôi đang có mặt tại Hồ Hoàn Kiếm. Mặc dù Tết Nguyên đán năm nay thì Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa, nhưng người dân vẫn tập trung đông đúc tại bờ hồ để du xuân và chụp ảnh trước thềm năm mới. Và theo dự đoán thì vài tiếng nữa thôi thì không khí tại đây sẽ nhộn nhịp và náo nhiệt như những năm cũ, mà mặc dù là hôm nay là không bắn pháo hoa. Và hiện tại thì quận Hoàn Kiếm được đánh giá đang ở cấp độ 2 về dịch Covid-19. Thì hàng quán được mở cửa trở lại buôn bán tại chỗ, nhưng mà phải đóng cửa trước 21 giờ. Mặc dù hôm nay thời tiết Hà Nội xuống còn 13 độ, tuy nhiên thì không ảnh hưởng gì đến sở thích của người dân thủ đô vào lúc này. Vâng, mặc dù không bắn pháo hoa vào thời điểm giao thừa, nhưng năm nay Hà Nội đã tập trung vào việc trang trí đường phố, các vườn hoa tạo điểm nhấn cho người dân du xuân. Và đằng sau lưng tôi là hai chú hổ, biểu tượng cho năm Nhâm Dần, được các nghệ dân dựng lên ở khu vực bờ hồ khá là bắt mắt và gây sự chú ý của người dân. Và thưa quý vị, đây có lẽ là điểm nhấn và được cư dân thủ đô lựa chọn để làm địa điểm check-in cho chuyến du xuân năm nay ở khu vực này. Vâng, chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa thôi là chúng ta đã tiễn biệt năm cũ với bao khó khăn do dịch bệnh. Và xin chúc cho năm mới Nhâm Dần, dịch bệnh sẽ được khống chế, mọi hoạt động sẽ trở lại bình thường. Và chúc cho nhà nhà sức khỏe và hạnh phúc. Xin trở lại trường quay ạ.